nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, trong các bản tin trước, chúng con có đưa tin về linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Thăng đã được Chúa gọi về khi đang làm lễ lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022 tại Đền Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hưởng thọ 77 tuổi sau 21 năm làm linh mục. Nhưng ít ai biết về những điều kỳ diệu Chúa làm nơi ngài, kỳ diệu vì chết khi đang dâng lễ trên bàn thờ, và kỳ diệu hơn nữa, nơi cuộc đời của cha, một linh mục mà đã từng có gia đình với 5 người con. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Thăng sinh năm 1944 tại làng Dục Đức, tỉnh Ninh Bình. Ngài theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 và năm 1958 gia nhập dòng Châu Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm 1968, ngài rời đan viện vì lý do sức khỏe sau 2 năm chữa trị tại Thụy Sĩ. Năm 1969, ngài lập gia đình với bà Vũ Thị Gấm. Ngài có 5 người con: Thanh Liêm sinh năm 1970, Huyền Linh sinh năm 1971, Diễm Linh sinh năm 1974, Trí Thiện sinh năm 1976 và Thiên Sang sinh năm 1979. Năm 1980, ngài vượt biên với người con trai Nguyễn Thanh Liêm và định cư tại Regina, Saskatchewan, Canada. Năm sau đó, vợ ngài vượt biên cùng với 3 người con. Chuyến vượt biên không thành công khi tàu chìm và chỉ một người con gái Diễm Linh được cứu thoát trở về với người con gái út Thiên Sang lúc đó còn nhỏ, nên không thể đi cùng gia đình trên chuyến tàu định mệnh. Năm 1989, ngài bảo lãnh 2 người con qua Canada theo diện đoàn tụ gia đình và nuôi dạy các con đến khi cả 3 người con trưởng thành. Năm 1995, ngài được phép chuẩn để vào chủng viện Thánh Du Xe ở Edmonton và được thụ phong linh mục năm 2001 bởi Đức Tổng Giám mục Peter J. Mullen thuộc Tổng Giáo phận Regina, Canada ở tuổi 57. Sau khi thụ phong linh mục, ngài đã phục vụ từ năm 2001 đến năm 2002, phó sứ tại giáo xứ St. John the Baptist ở Estevan, Saskatchewan. Từ năm 2002 đến năm 2010, chánh xứ tại giáo xứ Sacred Heart ở Raymore, Saskatchewan. Ngài là linh hướng cho Vietnamese Catholic Community of Region mà ngài đã cùng thành lập và giữ chức chủ tịch từ năm 1981 đến năm 1989. Từ năm 2010 đến năm 2017, chánh xứ tại giáo xứ Good Samaritan ở Regina, Saskatchewan và linh hướng cho Vietnamese Catholic Community of Regina. Từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2022, phó sứ tại giáo xứ St. Justin Martyr Catholic Church, Houston, Texas. Từ mùng 1 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, phó sứ tại giáo xứ Vietnamese Martyr Church, Houston. Ngài bị đột quỵ khi đang cử hành thánh lễ 11:00 giờ sáng Chúa Nhật tại Đền Thánh Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, và qua đời trên đường tới bệnh viện. Xin hợp ý cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Hữu Thăng sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Sau đây là chương trình tang lễ của ngài. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022, 4:00 chiều đến 6:00 chiều, thăm viếng tại Đền Thánh Giáo xứ. 6:30 chiều, thánh lễ phát tang tại Đền Thánh Giáo xứ. Sau thánh lễ, phần thăm viếng sẽ được tiếp tục tới 9:00 tối. Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022, 10:00 sáng, thánh lễ an táng tại Đền Thánh Giáo xứ do Đức Giám mục Italo Del Oro chủ tế. Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang South Park, 1310 N Main Street, Houston, Texas, 77581. Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, xin cho linh hồn cha Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Amen. Đinh Thập
tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.